Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đệ nhất niệm là gì? Đệ tử hỏi: Thưa, cái gì là niệm thứ nhất? Hòa thượng đáp: Tức là một niệm bản lai, không cần suy nghĩ, không dùng đến tâm, ý, thức, mà hiểu rõ ràng. Phàm những cái suy tưởng đều là của nhân tâm con người, chứ không phải là đạo tâm. Đệ nhất niệm là đệ nhất nghĩ đế, chứ không rơi vào đệ nhị hay đệ tam. Đệ tử hỏi: Bình thường, hễ chúng ta thấy món ăn ngon, niệm thứ nhất là nghĩ đến ăn nó, hoặc thấy đồ vật đẹp, chúng ta lập tức nghĩ đến muốn có nó. Chẳng lẽ đó cũng là đệ nhất nghĩ đế sao? Hòa thượng đáp: Không phải, quý vị chớ có sai lầm, gọi là niệm thứ nhất, vì đó là khai bổn kiến tri, là từ cái chân tâm của chúng ta bộc lộ ra, là bổn lai diện mục. Còn ý niệm tham ăn, ham đẹp thuộc về vọng tâm, tham tâm, chứ không phải là chân tâm. Dĩ như chúng ta ở đây nghiên cứu chân lý, phương diện đó thuộc về dương, còn tâm tham ăn, ham đẹp là phương diện thuộc về âm, cho nên không thể xưng là đệ nhất nghĩ đế. Tâm cần phải theo chiều hướng chân lý, quang minh, vậy mới tính kể, then chốt là ở chỗ, thượng đạt thăng tiến hay hạ lưu suy rồi. Nên biết rằng, con người đọa lạc xuống địa ngục cũng bởi cái niệm ban đầu trước nhất. Nhưng niệm đó là thuộc về tà, thuộc về âm, thuộc về hạ lưu, do đó nó mới có thể dần dần đẩy ta từng bước xuống địa ngục. Bởi vậy, chúng ta phải phân biệt rõ ràng về những vấn đề cơ bản, chớ đâu thể nào bàn luận một cách hỗn độn chung chung. Đệ tử hỏi: Đã có người hỏi rằng, đạo Phật bảo là thân người khó được, một khi mất thân người, muôn kiếp chẳng phục hồi. Vậy tại sao hiện nay nhân số trên thế giới lại gia tăng một cách mạnh mẽ? Rõ ràng là số người sinh ra nhiều hơn so với số người tử vong. Vậy đạo Phật giải thích thế nào về điều này? Hòa thượng đáp: Hiện nay tỷ lệ nhân khẩu sinh sôi nảy nở tuy cao, nhưng quý vị làm sao biết được số tử vong của chúng sanh là không nhiều hơn số người sanh tồn? Tổng số này không cách gì đếm chính xác cho được, mà cũng không thể lấy khoa học để chứng minh. Điều đó chỉ có thể lấy thí dụ mà nói thôi. Lúc Phật tại thế, có lần Ngài hốt nắm đất rồi nói: Được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất ở đại địa này. Số người sanh tồn trên thế gian này tự hồ như vô lượng vô biên, nhưng quý vị làm sao biết được số mất thân người không vượt hơn gấp bội số được sanh ra? Đệ tử hỏi: Hiện nay một quả bom nguyên tử bộc nổ là có thể làm chết hàng muôn vạn người, vậy rốt cuộc thì có cách nào để thống kê được số người chết là bao nhiêu không? Hòa thượng đáp: Trước đây số người tử vong cũng không nhiều như ngày nay. Bây giờ chết về tai nạn gió lửa, tai nạn xe cộ, phi cơ, chiến tranh và bom đạn cũng không có cách gì thống kê cho được. Hơn nữa, những người chết đó sau khi mất thân người rồi, rất có thể là họ sẽ không làm được người trở lại. Hoặc giả là họ tái sanh làm kiến, muỗi hay làm những con thú dữ. Số lượng này khoa học làm sao đưa ra để làm chứng cớ? Cha mẹ sanh con ra, nhưng bỗng nhiên sao đứa bé liền có tri giác? Đây là vấn đề tối căn bản, nhưng người phàm lại sơ ý bỏ qua, không hề nghiên cứu đến. Tuy nói rằng nhân số hiện nay gia tăng dữ dội, nhưng so ra số chúng sanh mất thân người thì nhiều hơn lúc trước. Ngày xưa đâu có nhiều kiến, muỗi và những loại trùng độc hại như vậy. Làm sao quý vị biết những chúng sanh thuộc loài thấp sanh, quá sanh hoặc noãn sanh đã không phải là từ người mà biến dạng thành như thế? Sau khi con người đã mất thân thì tánh linh sẽ tiêu tán. Linh hồn của một người có thể hóa thành biết bao loài động vật, thậm chí là hóa thành 8 vạn 4 ngàn con muỗi. Bởi vì trí huệ của người đó đã bị phân tán đi, cho nên mới biến thành ngu si đần độn. Nếu muốn khôi phục trở lại thân người,
tức là chúng phải được hóa luyện lại trong công xưởng hóa học. Như vậy, cho có lẽ cần phải trải qua một thời gian dài đăng đẳng. Lại còn một điểm nữa, người kết hôn nhiều lần, sau khi chết, linh hồn họ bị phân cắt thành nhiều mảnh. Ví dụ như một người nữ kết hôn bao nhiêu lần với người nam, đến khi chết sẽ có cưa điện cắt linh hồn cô ấy thành bấy nhiêu mảnh, để chia cho bấy nhiêu người đàn ông đó. Một người con trai nếu kết hôn với nhiều cô gái, quả báo cũng giống như thế. Ngoài ra, còn một vấn đề lớn nữa là phá thai. Phá thai là làm mất đi một thân người. Hiện nay, số tử vong chết về phá thai so với người sống còn nhiều hơn. Còn như chúng sanh vô tình thì có thể khôi phục linh tánh được không? Có thể chứ. Nếu như họ gặp người thuyết pháp cho họ một cách thích đáng, như sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là hòa thượng sanh thuyết pháp, sỏi đá cũng gật đầu, tức là họ cũng có thể phục hồi lại linh tánh. Nhưng phải gặp được thánh nhân hay là hán mới có cơ duyên như thế. Giảng ngày 10 tháng 11 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的说